Chào anh em ha. Hôm nay mình tập hợp một cái món đồ chơi phụ kiện mà mình mới đặt cho con xe của mình. Mình lên website chính hãng của món phụ kiện để mình mua về luôn. Cái này mình cũng mới nhận nhận về. Ship về thương hiệu từ Hà Lan thì chắc anh em biết rồi. Haverhill thì cũng nổi tiếng trên các cái phụ kiện về trợ lực cổ, phục nhún, thì một số tấm phụ kiện mà hãng Haverhill người ta có cái thương hiệu. Thì cái này là cái lò xo phụ mình đặt về cho con xe của mình, cho cái dòng Ducati Scrambler. Nó có thể fit được cho các cái dòng khác nhau của Ducati Scrambler như Icon, Enduro, Full Throttle vân vân. Thì cái phiên bản mình đặt về là dùng cho chiếc 2015 đến 2018. Xe mình là 2018. Thì để mình mở cái hộp ra cho mọi người xem trong đây nó là những cái món phụ kiện như thế nào. Thì đầu tiên đó là cái tài liệu hướng dẫn như bình thường, các cái phụ kiện nước ngoài về cái món này luôn luôn đầy đủ nữa. Thì hình ảnh của cái phụ kiện nó như thế, nó bình thường full option của nó thì nó sẽ có cái hai cái frame kit như vậy, có nghĩa là hai cái lò xo đó và cái phục sau. Thì do sau một cái chuyến đi miền Tây hôm trước mình không nói, nhưng mà mình không có quay được do đi tối và đi gấp, đường nó rất là xấu, cho nên là mình có dịp trải nghiệm được cái cung đường xấu như vậy. Thì dù đêm con xe mình thì nó càng lướt cũng dữ lắm, nó càng lướt tốt hơn những cái chiếc xe mình đã từng đi đó. Nhưng mà trong cái chuyến này á, thì nó mình cảm nhận được những cái phục trước á, đi mà đường xấu quá thì nó cũng chưa phải là nó chưa hiệu quả lắm, bởi vì nó cũng có sóc sóc phục, như nó lướt qua thì nó vẫn lướt qua được, tuy nhiên là mình cảm thấy nó sóc và cái cảm giác nó không thoải mái lắm. Thì mình có lên mạng mình tìm hiểu thì mình thấy hãng Hyperol người ta có sản xuất ra cái bộ kit này để thay thế cho cái lò xo phục zin. Thì trong cái bộ này thì theo cái hình vẽ thì người ta có tặng thêm cái chai dầu phục đính kèm nữa. Mình thì mình chỉ mua hai cái lò xo cho phục trước thôi, còn cái phục sau thì xe mình đã có rồi, mình đang dùng của Matrix Italia cho nên mình không có mua, mình chỉ mua hai cái lò xo trước thôi. Thì như vậy là đủ gắn rồi. Thì để mình mở tiếp coi nó xem còn những cái vấn đề gì. Thì đó, mình dòng phục, mình dòng 1 lít. 1 lít thì chắc dư dùng cho hai ống phục, dòng phục chính hãng luôn ha. Công nhận người ta đóng gói kỹ á, ta thấy hàng nước ngoài đưa về lúc nào cũng đóng gói thấy kỹ. Cái này thì mình không biết nó là cái gì, nhưng mình đoán chắc là ổ bò, nhưng mà không biết em người ta đưa để dùng dùng cho cái vị trí này nó không rõ. Rồi mấy cái miếng sticker, rồi cái món sập là cái món nhân vật chính của mình này, nó dài sọc luôn, thấy là sao miếng ngủ mình sao làm cái hộp cũng dài.
này có một tay à. Hơi bình thường xíu, mọi người thông cảm nhé. Để mình để cái máy xuống lấy ra cho nó dễ. Rồi đây lần bậc chính của mình đây, hai cái lò xo à, người ta sắp theo như vậy cho nên là nó dài sọc và cái nó cũng ngắn đó. Thì bề ngoài của hai cái lò xo này thì mình cũng chưa biết là cái lò xo riêng nó như thế nào, phải tháo ra rồi mới có dịp so sánh được. Tuy nhiên là cái cảm nhận ban đầu của nó là sau đồ chơi của hai cô rồi hàng để thay thế thì mình có cái cảm giác là nó chất liệu nó rất là tốt, thép tốt, nó nặng mà nhìn cầm chắc lắm. Mình nghĩ là nó sẽ rất là khác với lại bộ zin rồi, và nó có một đặc điểm khác nhìn thấy liền, đó là nó có một cái đầu thì nó thích, còn lớn đồ chiều dài còn lại thì nó hở. Cái điểm này điểm đặc biệt của cái lò xo màu đỏ, xo đồ xo riêng. Khả năng mình đoán là cái thiết kế này để nó đảm bảo cho cái hành trình phục đi nó tối ưu hơn trên nhiều loại đường. Ví dụ như là cái đường sốc nhẹ đó thì cái độ nghiến của lò xo nó ít hơn, thì ở cái đoạn nó chưa rơi vô trong cái đoạn mà lò xo nó còn thưa nè, cho nên là nó sẽ nhẹ, nó hồi vẫn nhẹ và nó nén cũng nhẹ. Nhưng mà nếu như mà gặp một cái đường xấu hơn, gặp cái hành trình của nó phải sốc lớn hơn thì sẽ nén cần về, càng về cái độ mà độ khít của lò xo thì cái lò xo nó sẽ cứng hơn. Vậy thì cái thiết kế này nó sẽ đảm bảo cho cái việc là cái lò xo nó sẽ hành trình êm ái, có hành trình êm ái cho mọi cái độ dàn sóc của mặt đường. Mình nghĩ cái thiết kế nó là như vậy để mình đi gắn cho mọi người. Thì mình bắt đầu tháo cái phục ra đấy để thay cái lò xo. Thì ban đầu mình tìm hiểu một số YouTuber có nói về cái này rồi. Tuy nhiên là đa số các anh em có nói rằng là cái dòng Ducati thì cái đặc thù của nó là cái phục nó chỉ có một cái lò xo thôi, hai phục nhưng chỉ có một lò xo thôi. Cho nên là mua cái cặp này về xài có một lò xo, một cái lò xo đó chia lại cho ai đó, hay là hùng gì đó mua ban đầu để chia ra cho thôi nó dư. Thì trong quá trình lắp thì mình thấy nó không phải như vậy. Thì cái chỗ lắp này thì người ta cũng có lắp qua nhiều xe Ducati, thì người ta có nói lại và mình được biết là nó vẫn có đầy đủ hai lò xo, vẫn đầy đủ hai lò xo. Thì cho nên là mình thấy ban đầu mình cũng nghiên cứu trên tài liệu trên hãng Hybaro thì người ta vẫn nói là hai lò xo thôi. Thì mình cũng không hiểu là không biết là cái dòng xe của mình nó có khác với những cái dòng trước không, đời nó sâu hơn thì nó chỉ có một lò xo hay không. Thì cái bộ này của mình mua thì mở ra nó là hai lò xo rồi, thì cái này nên là anh em nào mà có nghiên cứu hay là có muốn lắp độ lại cái cải thiện cái dàn chân trước cho con xe Ducati của mình á, thì để ý cái phiên bản ha, coi năm nào rồi dòng gì đó thì mình xem lại. Còn nếu cái dòng giống như xe mình đây cần phiên bản 2018 thì nó sẽ có hai lò xo đó, thì phải lắp cho được hai lò xo, chứ để đi một lò xo zin và một cái lò xo độ thì mình nghĩ là cái độ cứng và độ của hai phục nó sẽ không đều á, nó sẽ giảm cái hiệu quả của cái lò xo độ. Thì đây là cái lò xo zin mình rút từ cái ống phục bên trái ra, thì nó là cái lò xo người ta để người ta lắp vào bên trong cái ti á, cho nên là muốn thấy nó là phải mở cái ti ra thì mới có thể thấy nó được. Cho nên là nhiều khi nhiều chỗ người ta không có dụng cụ để tháo ti, hay là người ta tưởng theo phiên bản cũ á, thì người ta sẽ không mở cái này ra mà người ta chỉ thay cái lò xo của cái phục còn lại thôi.
cho nên là mọi người không để ý thì nó sẽ không tốt cho cái dàn chân của mình ha. Thì nhớ nói thở, cố gắng mở cái tay đó ra, cái phục bên trái là cái con đối với con xe mình, cái phục bên trái là cái lò xo này nó sẽ nằm bên trong cái tay. Tháo cái tay ra, đổ nhớt ra, lôi cái lò xo ra, rồi thay cái lò xo mới vào. Thì cái đoạn mà cái lò xo đổ cái đầu mà nó khích á, thì mình sẽ hướng lên trên. Theo tài liệu thì ta hướng dẫn mình hướng lên trên. Thì đây là cái so sánh giữa hình ảnh giữa cái lò xo đổ với lại cái lò xo zin của hãng Ducati Schrammler ha. Thì nhìn bằng mắt thường thì mình thấy là cái chiều dài của hai lò xo thì nó giống nhau rồi, không có gì phải bàn cãi. Tuy nhiên là cái màu sắc á, mọi người có thể thấy là cái lò xo zin á, cái màu nó sậm hơn, còn cái lò xo mới thì nhìn nó bóng, nó sáng hơn. Cái chất liệu thép mình nhìn thấy nó khác luôn, thấy rõ ràng nó khác. Và mình có dùng thước kẹp mình đo thử thì mình thấy là cái lò xo đổ á, lò xo Haverhill á, cái độ dày nó dày hơn 0,4 ly so với lại cái lò xo zin. Và nó có khác biệt là cái một cái đầu khít và một cái đầu nó thở, đó là cái đặc điểm khác nhau. Còn chất liệu thì mình nghĩ chắc nó cũng sẽ khác một chút về cái cường độ thép để gia tăng cái cứng, độ cứng của lò xo và độ đàn hồi của lò xo đổ. Đó thì sau khi mà mình làm hết cả hai phục á, thì cái phục bên phải á, thì cái phục dễ thấy lò xo nhất, mở ra là thấy liền. Thì đa số là anh em thay cái phục bên đó. Còn phục bên trái thì là tưởng là nó không có phục, tưởng nó không có cái lò xo. Thì anh em lưu ý cái điểm đó ha. Rồi sau khi mà mình là lắp hoàn chỉnh xong thì mình lắp lên lại. Thì nhớ cái bên cái ống trái mình đổ ra thì mình thấy cái lượng nó chỉ khoảng gần 300 ml thôi, nó không có nhiều. Còn cái ống bên phải, cái ống phục bên phải thì nó cái lượng nhớt nó nhiều hơn, khoảng gần 400. Đó thì hãng người ta có cho một cái chai 1 lít đó, là dư sức để đổ cho hai cái phục này, anh em lưu ý. Rồi mình sẽ trải nghiệm một cung đường xa để đánh giá lại cái lò xo này ha. Rồi chào mọi người.